chào tất cả các cô chú anh chị và khán giả mọi người trên kênh của Nhi nhé. Thì để tiếp tục cái clip nguội ngày hôm nay thì Nhi lên đây thì Nhi chia sẻ với cô chú anh chị và khán giả mọi người xoay quanh cái vấn đề Nhi gửi cái clip này riêng đến cho các con rơi con vãi của cái anh ất ơ, đúng không? Thì trong mấy cái ngày hôm nay đang xôn xao cái câu chuyện kênh nọ kênh kia cũng đòi hỏi là cái vấn đề ngày 15 tháng 7 sẽ diễn ra như thế nào. Thì trong những cái clip mà trước đây thì Nhi cũng đã lên, Nhi đã chia sẻ mấy ngày hôm nay ấy, thì Nhi đã có nói rõ cái quan điểm rồi, là tất cả những cái câu chuyện gì, tất cả những cái gì thì cứ phải từ từ, bình tĩnh, đúng không? Thì nó mới có cái kết cục nó hay, nó tốt, nó đẹp được. Chứ còn các anh, các chị, đúng không, là con rơi con vãi của cái anh ất ơ kia hay không, mà tại sao các chị, các anh cứ nhảy đổng lên để bênh vực, để đòi hỏi các kênh nọ, đòi hỏi những cái kênh kia. Người ta phải trả lời, người ta thắc mắc mà trong cái sự việc ngày 15 tháng 7 mà cái chuyến đi của chú Lão Đại đi vào trong kia nó diễn biến đến đâu, các anh các chị là cái gì mà các anh các chị lên đây cứ đòi hỏi chúng tôi phải giải đáp, phải thắc mắc cho các anh các chị. Các anh các chị không cảm thấy mình đang đi bênh vực, đi bợ đỡ cho những cái sai cái trái sao? Các anh các chị có biết bố của các anh các chị nó như thế nào không, làm những cái việc gì không hả? Mà các anh các chị bây giờ cứ ngày đêm ra giả ăn ảnh ra lên đây xuyên tạc, vu khống, bịa đặt cho người khác hả? Tại sao cứ phải đòi hỏi hết cho Lão Đại này, Nhi này, Nạc Phong và Hiền Anh? Tại sao mà các chị, các anh không có cái gọi cho cái sáng tạo gì khác ạ? Những cái nội dung bao la bát ngát trên không gian mạng, thế tại sao mà chị cứ lên trên không gian mạng, chị cứ đi vơ đũa cả lắm vào kênh nào chị cũng nhảy vào, chị khèo, chị chui, chị rúc, xong bắt đầu chị bênh vực, chị bợ đỡ, nào thì chị bênh vực có đúng đâu, chị toàn xuyên tạc với vu khống thôi. Bây giờ Nhi hỏi thật mấy chị, cái chị ất ơ kia, thế bố chị ất ơ đấy, thế chị có biết những cái sai, những cái trái không, làm những cái việc gì để cho cả cái không gian mạng này trong và ngoài nước người ta lêu tên, người ta đưa hình ảnh thông tin lên không hả? Con chị là cái gì mà chị có đòi hỏi Nhi và Lão Đại và mọi người phải giải đáp cho chị cái vấn đề về ngày 15 tháng 7 ha? Nếu như chị muốn quan tâm đến bố chị nha, thì chị có thể là bắt xe hoặc bắt vé máy bay vào trong để hỏi cơ quan chức năng. Chị vào để chị hỏi cái câu chuyện ngày 15 tháng 7 của bố chị như thế nào rồi, thì chị chui, chị giúp vào trong để chị hỏi. Chứ còn bây giờ chị ngồi ở nhà, chị ra giả, chị ăn ẳng ra, chị đòi hỏi chúng tôi, chúng tôi làm sao mà chúng tôi lên đây chúng tôi có thể chúng tôi giải đáp và chia sẻ với các chị được. Thế là những cái gì mà chị lên đây chị diễn, những cái trò gì mà chị lên đây chị ngồi chị bịa đặt ra, tôi cảm thấy cái con người của chị không xứng đáng là một con người, không xứng đáng, hiểu chưa, để lên trên không gian mạng để chia sẻ hay dẫn dắt bất kể một câu chuyện gì cả. Bởi vì cái con người của chị bây giờ cả cái xã hội này người ta coi không đáng giá bằng cái bè nước bọt, thì chị cũng phải biết rồi. Chứ còn bây giờ khán giả cộng đồng mạng người ta nhìn, người ta biết, lên mạng chia sẻ dẫn dắt với nhau, người ta phải đưa ra những cái câu, những cái từ làm sao để thuyết phục người nghe, để cho từ hai phía người ta phải công nhận được là mình nói đúng, công nhận là mình lên đây mình chia sẻ nó hay. Chứ còn bản thân chị lên trên không gian mạng, chị cứ đi chui, đi giúp, đi rình, đi mò, cứ những cái kênh nào có các mạnh thường quân được đô lết nhiều là chị soi mói vào đấy, xong bắt đầu chị ngồi, chị rình, chị mò, chị thể hiện, đúng không, để cho các mạnh thường quân người ta nhìn thấy chị. Chị nghĩ là người ta sẽ sang cái kênh của chị sao? Chị nghĩ là người ta sẽ ủng hộ cho chị và sẽ sang kênh của chị để đô lết cho chị sao? Chị đừng có mơ. Bởi vì sao? Xin chào tất cả các khán giả mọi người trên kênh của Nhi nhá, các cô chú anh chị và khán giả mọi người. Thì hôm nay thì nhà Nhi có cái ít mật ong hoa bạc hà mới, nên là Nhi sẽ lại tiếp tục quay lên và giới thiệu với khán giả với mọi người. Nếu như có cô chú anh chị và khán giả mọi người ai muốn thưởng thức cái mật ong hoa bạc hà hay là mật ong hoa rừng nguyên chất thì mọi người cứ inbox cho Nhi nhá. Đảm bảo với cô chú anh chị và khán giả mọi người mật ong nguyên chất luôn. Đấy. Thì đây là nhà Nhi còn có 5 lít mật ong. Thì đây mọi người nhìn đây là mật ong mới tinh nhá, thì nó mới có cái ga đây này ở trên miệng nhá, là vừa mới rót vào trong ấy. Đấy mọi người nhìn xem, đây là Nhi đặt ở trong trong phòng nhá, nên là rất chi là xanh. Đấy, còn để ở ngoài lắng ra thì nó rất chi là vàng luôn. Đấy, và rất chi là gọi cho là nó tươi luôn, nên là khán giả mọi người yên tâm mà sử dụng đi.
Đấy, đây này mọi người, Nhi quay cận cảnh cho mọi người xem này. Đấy, đây là những cái gà của trên chai mật ong dài này. Đấy, rất chi là đặc và sánh nha mọi người nhé. Mỗi 1 lít này là được 1,4 cân mọi người. Đấy, nhà Nhi đóng vào đây là mỗi một chai này là 1 lít nha mọi người nhé. Tuyệt vời luôn. Đấy, mọi người nhìn thấy những cái chai mật ong của nhà Nhi Hoa Bắc Hà thì cô chú chị mọi người dùng rồi thì chắc khán giả mọi người cũng đã biết rồi đúng không? Nó chất lượng như thế nào? Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Nhìn thấy nó chất lượng màu xanh này. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Rất là đẹp luôn. Sáng óng luôn. Đây là khán giả mọi người ai muốn thưởng thức thì mọi người có thể inbox số điện thoại Zalo của Nhi 0978030010. Nhi ở góc màn hình nha mọi người nha. Nhi có thể ship toàn quốc luôn, sang cả nước ngoài nha mọi người nha. Cô chú anh chị và khán giả mọi người có kết bạn Zalo với Nhi, Nhi có thể nếu như khán giả mọi người có thể lấy 1 lít này thì Nhi cũng có ship nha. Nhi gửi toàn quốc hết cho khán giả cho mọi người. Nên là khán giả mọi người cứ yên tâm về cái chất lượng mật ong của nhà Nhi. Thì có cô chú anh chị và khán giả mọi người đã dùng rồi thì mọi người biết được cái chất lượng như thế nào. Thế nào hôm nay cứ có những cái mật ong mới của em của Nhi gửi về là Nhi lại lên đây Nhi chia sẻ. Nhi sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị và khán giả mọi người. Thì đặc biệt trong cái mùa hè này và mọi người khán giả, mọi người mà thưởng thức cái mật ong Hoa Bạc Hà thì mọi người sẽ thấy nó chất lượng như thế nào và nó sẽ thấy có cái công dụng bổ ích như thế nào so với chị cái mật ong Hoa Bạc Hà. Bởi vì sao? Bởi vì bản thân cá nhân chị không đáng một xu trên cái không gian mạng đấy. Chị nhìn thấy các kênh người ta được donate, thấy các kênh người ta ủng hộ nhau, những khán giả, các mạnh thường quân, người ta gửi quà, người ta gửi hàng, đúng không? Người ta đô lên cho nhau, chị ngồi chị hằn học mặt, chị sưng lên, đầu tóc thì bù xà bù xù ra. Chị thử nhìn đi, cá nhân bản thân chị, gia đình nhà chị có hơn được ai không? Có bằng được ai trên cái xã hội này không? Mà tại sao mà chị cứ đi chị soi mói, chị rình, chị mò những cái khán giả thế? Hả? Nhi đã lên, Nhi đã giải đáp, Nhi đã chia sẻ những cái thắc mắc cho chị rồi, để cho chị hiểu và để cho chị biết được là khán giả cộng đồng mạng đây, các cô, các chú, các anh, các chị cũng là người lớn tuổi rồi, tham gia vào cái câu chuyện drama đây. Các cô, các chú, các anh, các chị có thời gian mọi người theo dõi, chứ không phải là lớp trẻ để theo dõi cái drama này. Thế mà chị lên trên không gian mạng, chị gọi tất cả các cô, các chú, các anh, các chị là lũ bò, mới ăn sữa chua nọ, sữa chua kia. Thế bây giờ Nhi hỏi lại chị, thế ở quê, ở nhà chị, chị gọi ông nội, bà ngoại chị là gì? Chị gọi bố mẹ chị là gì? Hay là chị cũng coi như lũ bò hết? Chị trả lời cho tôi cái ha. Thế em hỏi thật mấy chị trả lời cho cộng đồng mạng, chị có ăn được sữa chua không? Bản thân cá nhân chị bây giờ đang rất chi là thèm thuồng sữa chua, nhưng mà không bao giờ có sữa chua để cho chị, có đúng không? Chính vì không có sữa chua nên là bây giờ chị mới lên chị nhảy động như thế, mặt chị mới sưng như thế, chị mới lươn lẹo, chị mới văn vở và chị tìm mọi cách chị bịa, chị vu khống ra. Thì khán giả cộng đồng mạng ai người ta chả biết, ai người ta chả nhìn ra chị đẹp, chị tốt như thế nào, cộng đồng mạng người ta đều biết. Chứ chị không phải chứng minh, chị không phải giải trình, và đặc biệt là chị không phải bao biện về bất kể cái mặt hàng gì cả. Bởi vì bản thân chị có biết cái gì đâu. Chị có suốt ngày chị ru rú trên cái gọi cho cái xó phòng ấy, chị ngồi chị xuyên tạc, chị bịa đặt ra, chị có biết được những cái câu chuyện của xã hội, các kênh người ta đi thực tế, người ta đến tận nơi, ngay như cái câu chuyện đi làm từ thiện của bố chị là giám đốc 600 công nhân đấy, chị cũng lèo lái cái câu chuyện, chị cho là đi ỉm tiền từ thiện như thế là đúng, đúng không? Chị bảo là mọi người Nạc Phong và Hiền Anh lên đây cướp từ thiện của bố chị là bố chồng của chị đấy, thì chị không đưa ra được ra cái dẫn chứng, chị không đưa ra được bất kể một cái gì để thuyết phục khán giả mọi người, người ta cùng nghe. Chị lên đây chỉ nói mồm thôi, chứ chị có biết cái gì đâu. Chị nghĩ là chị đi lịnh bợ Cathy sẽ bênh vực sao? Cathy sẽ sang kênh của chị, sẽ ị cho chị một cục, đúng không? Chị đừng có mơ. Đời chị, cuộc đời của chị không bao giờ được cục nào đâu. Chị có chỉ được cái cục cờ thôi, hiểu chưa? Thì chị lên đây, chị thử nhìn lại đi, nhìn lại xem đi, những cái gì mà cái cách chia sẻ, cái cách dẫn đặt của chị, chị thử nhìn lại xem có bằng được ai không, có hơn được ai không, hay là bây giờ mình còn đang kém cỏi, mình không bằng được ai, nên là phải cay cú hằn học, tìm đủ mọi cách, ha,
để bịa ra, để lâng đỡ các mạnh thường quân, để đi lịnh bợ các mạnh thường quân, để đi ôm chân các mạnh thường quân, thì biết được là cái con người của chị nó thuộc là cái dạng mặt hạ của cái xã hội này rồi. Đấy, bây giờ chị thử nghĩ xem bản thân cá nhân chị được bao nhiêu người yêu quý nào. Có phải những khán giả trong và ngoài nước, các cô, các chú, các anh, các chị, người ta quý chị như mẹ không? Nhưng chị có biết cái gì đâu, chị vẫn cứ lên trên không gian mạng, chị cho như thế là đúng, chị cho như thế là gia đình nhà chị hạnh phúc, chị cho như thế là gia đình nhà chị có phúc có phần, đúng không? Nhưng gia đình nhà chị đang hưởng phúc, chị biết phúc gì không? Hả? Phúc được cả khán giả, cộng đồng mạng người ta khạc vào mặt chị đấy. Nên là chị có cái tư duy, chị có ăn, chị có học đâu, và chị có nhìn nhận được ra đâu, chị có biết cái gì đúng cái gì sai đâu. Bây giờ là chị cứ lên đây chị bênh bất chấp, chị sủa bất chấp, đúng không? Đây, lên những cái đường này, lên những cái sự chia sẻ đấy, người ta cứ phải vui, cười, liềm lở để cho khán giả, để cho cộng đồng mạng người ta nhìn thấy, người ta ủng hộ mình. Chứ không phải lên đây cứ mặt sưng ra như thế, làm sao cứ phải sân si, làm sao cứ phải hằn học như thế, mới Nạc Phong mới Hiền Anh thế. Nếu như thực sự chị tốt, anh tốt, có công có việc, có nghề có nghiệp, có nguồn thu nhập thì nó khác. Nhưng bản thân chị bây giờ ai người ta thuê, ai người ta mướn, ha? Nghề nghiệp thì không có, nguồn thu nhập thì không, đói rách thì vĩ đại rồi. Bây giờ phải ngồi một xó để lên đây lịnh bợ các mạnh thường quân, để người ta bỏ nhủ cái lòng thương, người ta cho xu nào thì ăn xu đấy, chứ bản thân chị thì ai người ta cho à? Ha? Nhìn cái tướng của chị là cái tướng gọi cho nó bất tài vô dụng, không chả làm được cái gì cho cái xã hội này đâu chị nhá. Thế là ngày hôm nay thì Nhi làm cái clip nó ngắn đi thôi, thì để gửi cho cái chị ất ơ, chị đang lên đây, chị đang cố tình bịa đặt, bênh vực cho các bố của chị, thì chị hãy học lại đi, chị hãy nhìn lại đi cái quá khứ, cái gia đình của chị có tốt có đẹp hay không, mà lên đây soi mói bịa đặt cho gia đình nhà người khác. Mình muốn bịa cho gia đình nhà khác thì trước tiên mình phải xem mình là ai chị nhá. Thì Nhi cũng xin tổng chào tất cả các cô chú anh chị và khán giả mọi người trên kênh của Nhi. Thì từ giờ thì Nhi sẽ thi thoảng sẽ lên một hai cái clip nguội để chia sẻ cho khán giả, cho mọi người. Thì cái vấn đề like của Nhi trực tiếp thì Nhi cũng vẫn sẽ like, và hàng ngày thì Nhi cũng sẽ vẫn lên những cái clip ngắn để chia sẻ và tóm tắt những cái câu chuyện để cho khán giả, cho mọi người cùng nghe. Thì Nhi cũng xin cảm ơn tất cả những khán giả mọi người trên kênh của Nhi. Nếu như khán giả mọi người xem video thì hay thì mọi người hãy like, share, ủng hộ cho Nhi nhé. Và những cái mặt hàng của nhà Nhi thì Nhi vẫn tiếp tục bán, đó là chè Thái Nguyên này, đấy, mật ong hoa bạc hà, mật ong rừng, trà sơn mật, và những cái mặt hàng đó là măng khô, lấm hương, mục nhĩ, đấy, và miến rong, đều là của cái những cái mặt hàng của địa phương nơi Nhi sinh sống và nơi của gia đình vợ nhà Nhi sinh sống. Nên là giá cả rất chi là phải chăng thì lên Nhi cũng không báo cái giá đây. Nên là khán giả mọi người ai thương quý Nhi thì mọi người cứ inbox số Zalo của Nhi, Nhi ghi ở góc màn hình, thì mọi người cứ kết bạn Zalo với Nhi thì Nhi sẽ gửi những bảng giá chè, tất cả những cái mặt hàng để cho cô chú anh chị và khán giả mọi người cùng thưởng thức và cùng ủng hộ cho Nhi. Thì trong cái thời gian này kênh của Nhi đang đạt 30.000 lượt subscribe thì Nhi cũng có cái chương trình khuyến mại. Tất cả những cái mặt hàng khán giả mọi người mua thì Nhi đều giảm giá và sẽ miễn phí ship cho cô chú anh chị, cho khán giả mọi người. Thì Nhi ship trong và ngoài nước. Thì Nhi cũng xin cảm ơn tất cả những khán giả mọi người nhé. Thì Nhi xin phép và Nhi xin dừng cái clip tại đây. Xin chào mọi người nhé.